Thưa quý vị, sáng nay, kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể. Vì tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ủy viên Dự quyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân đồng chủ trì kỳ họp. Dự họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cần nhìn nhận rõ hơn tình hình thực tế với những khó khăn ngày càng nhiều của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp nói riêng, những thách thức trong việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 của thành phố nói chung. Những vấn đề nêu ra tại kỳ họp lần này cần được các vị đại biểu đánh giá tổng thể, đầy đủ ở mọi khía cạnh để thảo luận và thống nhất những mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội phù hợp hơn với tình hình, những giải pháp căn cơ trong thời gian tới nhằm sớm kiểm soát được dịch bệnh, ổn định cuộc sống người dân, phục hồi kinh tế trước mắt cũng như phát triển bền vững trong thời gian sắp đến. Mỗi ý kiến thảo luận, đề xuất, mỗi quyết định đúng đắn, kịp thời của từng vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố hôm nay sẽ là sự quyết tâm đồng hành với chính quyền các cấp để cùng nhau tháo gỡ một số điểm nghẽn trong điều hành, trong quá trình triển khai nhiệm vụ của các cấp các ngành, mà hơn hết là cùng hướng đến mục tiêu đáp ứng sự mong đợi của cử tri, của nhân dân và của cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt của cả thành phố là phải chiến thắng được đại dịch COVID-19. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, kỳ họp lần này diễn ra trong thời gian một ngày, rút ngắn 2 ngày so với thời gian dự kiến ban đầu, tập trung xem xét cho ý kiến khoảng 120 tài liệu. Nổi bật là tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố 6 tháng đầu năm 2021. Thông qua nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, chú trọng thảo luận và bàn sâu về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thảo luận thông qua hơn 20 tờ trình, nghị quyết trên một số lĩnh vực quan trọng khác, trong đó có kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại kỳ họp, hiện nay dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại, gây nhiều bất lợi lớn cho sản xuất và kinh doanh toàn cầu. Trong đó, Việt Nam đối mặt với đợt dịch lần thứ tư và Đà Nẵng tiếp tục chống chọi với đợt dịch bùng phát vào đầu tháng 5 năm nay. Nghiêm túc thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy nhằm đảm bảo mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đến nay, thành phố bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Tổng sản phẩm xã hội 6 tháng đầu năm 2021 ước tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó dịch vụ tăng 5,34%, công nghiệp xây dựng tăng 2,85%, nông lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,08% và thuế sản phẩm tăng 7,99%. Kỳ họp lần này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố các vấn đề liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục ra soát, xem xét giải quyết những vướng mắc, tồn động của các vấn đề mà nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố khóa trước chưa thực hiện. Đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tạo điều kiện thực hiện đề án giám sát đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trình vào kỳ họp cuối năm. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao việc Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức kỳ họp lần này theo hình thức trực tuyến, rút ngắn thời gian kỳ họp trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời nhấn mạnh các đơn vị, địa phương, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố phải xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu với tinh thần xuyên suốt là chống dịch như chống giặc. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định với sự nỗ lực, chung sức chung lòng của các lực lượng tuyến đầu và toàn thể cử tri và nhân dân thành phố đã tạo nên sức mạnh lan tỏa trong công tác phòng chống dịch, đồng thời ra lời kêu gọi toàn thể các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng và người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch để Đà Nẵng sớm đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho lãnh đạo thành phố, tôi kêu gọi nhân dân thành phố, các lực lượng tuyến đầu chống dịch,
cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị tiếp tục tuân thủ, đồng hành, ủng hộ và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương, biện pháp của Trung ương và thành phố trong công tác phòng chống dịch, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức và quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh sớm để đưa thành phố về trạng thái bình thường mới. Trong phiên họp sáng nay, kỳ họp cũng đã tiến hành các nội dung gồm Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng báo cáo tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư tại kỳ họp lần này, tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Thông tin chi tiết về phiên khai mạc kỳ họp, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong các bản tin tiếp theo.